tôi lại thấy những cô gái miền Bắc vẫn còn nhiều cô đẹp, mặc dầu tôi chỉ ở nơi núi rừng và chỉ nhìn thấy những bà cán bộ thôi. Thế mới sợ cho tâm lý con người. Nhìn sự việc phải có điều kiện. Cộng sản đã tích cực lợi dụng khía cạnh này để thống trị con người. Chúng làm mất dần ý niệm so sánh sướng khổ, xấu đẹp, lẫn lộn yêu nước chân chánh và phản dân tộc vô tình. Vì vậy, nếu ta có nói, người dân cũng không tin. Đã vào hè, thời tiết ngày càng oi nồng và muối. Xà Lim Hai thật nhiều muối. Có lẽ vì cửa sổ to, lại thấp nên muối nhiều vô kể. Phải nói rằng tôi kiệt sức một phần vì cùng, nhưng còn một phần nữa vì muối. Tôi thường lấy ngày làm đêm, lấy đêm làm ngày. Suốt đêm cứ tay phải cầm cái áo xua đuổi muối. Rồi những lúc mệt mỏi quá thiếp đi, tay chân lại đầy lên nốt muối. Ở Xà Lim Ba vậy mà ít muối hơn. Có lẽ vì cửa sổ nhỏ lại ở mái tích tận trên cao cho nên các chú muỗi cũng khó vào. Những người ở buồng khác hầu như đều có màn. Những lúc tắm giặt đem quần áo ra chỗ nhà vãn lai phơi, thỉnh thoảng tôi thấy có màn phơi. Cụ thể, hai người ở chung với tôi trước đây là Hoàng và Tân, họ đều có màn cả. Hơn nữa, những buổi đêm tối chỉ có buồng tôi có tiếng động đập và đuổi muỗi. Các buồng kia im vắng, có chăng chỉ là tiếng kêu rên ban đêm. Như vậy, cả Xà Lim này, ban đêm, chỉ có mình tôi phải đón nhận tất cả các con muỗi. Ôi khổ cực thân tù, mùa đông rét mướt, mùa hè muỗi bu. Có thể vì cơ thể tôi không còn chất để chống đỡ, là do người tôi quá bẩn thỉu, cất đái hôi hám, cho nên những nốt muỗi cắn dần dần trở thành ghẻ. Ngứa ngáy bắt gãi suốt ngày đêm. Từ nhỏ tới lớn tôi chưa hề bị ghẻ lần nào. Chưa biết ghẻ là gì. Bây giờ ghẻ suốt cả người. Nhất là ở háng, nách, ghẻ tay, ghẻ chân, trông như hủi. Ngứa ngáy quá tôi chịu không nổi nữa. Tôi báo cáo vào lão Tư để xin thuốc ghẻ. Tôi phải báo cáo nhiều lần. Một hôm mụ dậu mới lên xem tôi. Đã lâu không gặp tôi, con mắt mụ nhìn tôi như đụng một chút ngạc nhiên, một chút xót xa cho một con người chống tàn lụi như vậy. Mụ cho tôi một chai thuốc. Nhưng tôi chỉ được để ở ngoài chỗ đuôi suốt cùng phía sàn bên. Hàng ngày khi được mở cùng ra lấy cơm, tôi phải báo cáo cán bộ, tranh thủ đứng đó bôi, rồi phải để lại chỗ cũ. Chúng sợ tù tự tử. Uống thuốc ghẻ không chết, nhưng làm cho chúng mất công. Vì điều kiện chữa và bôi như thế, nên ghẻ không thể khỏi được. Đã gần 30 ngày cùng hai chân rồi mà tôi vẫn không được gọi đi cung. Bây giờ hai chân tôi cứ cắt nhức ở trong xương. Hàng ngày ra lấy cơm tôi không thể đi nhanh được nữa. Tôi lặt lè những bước đi rất khó khăn, vừa đau nhức, vừa như không nhấc nổi cái chân. Dần dần hai mũ bàn chân của tôi tự nhiên sưng húp lên. Nam túc, nữ mục, tôi nhớ các cụ già nói thế. Đàn ông chân phù, đàn bà mắt phù, đó là triệu chứng của sự chết. Chuyện này chắc tôi phải chết. Chúng chả cần phải bắn tôi. Nếu bắn, chết ngay đâu có khổ. Nhưng ở đây chúng bắt tôi phải chết dần, chết mòn trong quằn quại, mắt ngoải, khổ đau. Bắt tôi phải nhìn cái chết đến dần dần. Tôi hiểu lòng dạ chúng như vậy. Là người Công giáo, tôi không được tìm cách tự tử. Nhưng dù muốn tự tử trong tư thế này, tôi cũng không có cách gì tự tử được cả. Anh có gan đập đầu vào tường không? Hay chỉ gian dở để rồi không chết được mà lại sống mang bệnh thần kinh? Giả lại tâm lý của người, trừ trường hợp cá biệt, còn nói chung, dù biết là sắp chết, trong lòng vẫn níu kéo từng giây, từng phút để sống. Tư tưởng của tôi bây giờ mới suy sụp,
lũi tàn rồi. Chân thì nhức buốt, người lại rã rượi ngứa ngáy như điên. Tôi không còn đâu tinh thần để phấn đấu nằm xuống ngồi lên cho mạch máu lưu thông nữa. Tuy thâm tâm tôi hiểu rằng càng chán nản tiêu cực như vậy càng đi nhanh đến chỗ chết. Ngay cả khi lấy cơm ăn tôi cũng phải bò ra vì không đi được nữa. Có lần tên cán bộ thấy tôi chậm chạp quá lâu, mất nhiều thời giờ của hắn, hắn kéo tôi vào buồng. Để rồi cả bát cơm canh đổ ra đất. Tôi phải bò theo để bốc nhặt vào, chỉ còn một chút cơm với mấy cọng rau. Chỉ vì y không dám sờ vào người tôi, sợ bẩn, sợ ghẻ, y cầm giá áo của tôi mà kéo nên mới đổ như vậy. Có lẽ y đã nhìn thấy để tôi như thế này, vừa mất thì giờ của y, đồng thời tôi sẽ chết. Nên y đã báo cáo thế nào đó. Chiều hôm ấy, tên Lê vào. Lê phải mở cửa buồng to ra, mà vẫn đứng ở mép cửa, chắc hẳn vì cái buồng hôi thối lắm rồi. Y nhìn tôi. Y cũng thấy tôi ghẻ lở đầy người hay chân sưng húp. Y nói cái vẻ dịu dịu. Tại sao anh ngoan cố, không chịu thành khẩn khai báo? Tôi nói giọng hổn hển vì mệt và pha lẫn một chút niềm xúc động. Tôi khai hết rồi, nhưng các ông ấy không tin. Cửa đóng rồi, tôi cũng nằm sụi xuống. Tôi nằm, cảm thấy dập dờn như đi trên thuyền. Tai cứ nghe những tiếng lùng bùng o o. Tôi chưa bao giờ thấy cơ thể của mình như vậy. Có lẽ tôi sắp chết, chết đêm nay. Đã 43 ngày rồi, cơ thể của tôi không còn sức chịu đựng được nữa. Hai chân tôi cứng đờ ra. Tôi muốn lùi người xuống để cho cái chân co lại một chút, nhưng tôi chống tay mà không còn đủ sức để lết. Tay tôi rũng ra, yếu đuối quá. Tôi bằng lòng chết, không còn thắc mắc gì nữa. Xin Chúa hãy cho con chết, cho con chết đêm nay. Con xin cảm tạ Chúa. Bây giờ mũi cứ đốt, tao không tiếc chúng mày nữa, đằng nào thì máu tao cũng sẽ trở thành tro bụi, đất cát. Vậy chúng mày cứ dùng đi. Tôi cũng không còn cảm thấy ngứa ngáy nữa. Tôi liệm đi. Tới khi có ai đó kéo tôi dậy. Tôi mở mắt ra, thấy một ông mặc áo blues trắng đang cầm tay tôi tiêm. Tôi nhìn, tôi không còn nằm ở xà lim nữa mà nằm trên một cái giường gỗ. Tôi cố cúi nhìn xuống hai chân. Hai chân tôi không còn trong cùm mà dạng ra ở cuối giường. Như thế, chúng đã tháo cùm tôi từ bao giờ? Đây là đâu? Tôi tự hỏi. Sao tôi không hề biết gì cả? Tôi đoán đây là tên Huệ, y tá. Có lần tên Tân nói với tôi bị y. Để y tiêm xong, tôi hỏi y, với giọng còn run run, xúc động. Thưa ông, đây là đâu? Mặt y tươi tỉnh nhìn tôi. Bệnh xá. Rồi y hạ thấp giọng, tình cảm. Đêm qua, tôi tưởng anh đã đi luôn rồi. Anh có một sức sống kỳ diệu. Vừa nói, y vừa đứng dậy, cầm khay sang phòng bên. Tôi nằm miên man nhớ lại lần lượt. Chiều tối hôm qua, tự nhiên tôi thấy người như nhẹ nhàng, không còn cảm giác đau đớn.